không có quá nhiều kiến thức về kinh tế, họ cũng không có quá nhiều kiến thức về xã hội, vậy thì họ đặt lợi ích cá nhân của họ lên, đó là chuyện có thể thông cảm được. Thật ra là chúng ta sẽ không nói là người nông dân có bằng doanh nghiệp hay là có tư duy đó hay không. Ví dụ như nếu chúng ta muốn biết rằng xã hội đang phát triển như thế nào hay nhu cầu khách hàng gì, hãy đến chợ, hãy đến chợ và hãy xem nhu cầu ở đó. Đôi khi những vị tiểu thương, đôi khi những người nông dân mới là người thực sự đang rất hiểu thị trường. Khi mà bạn đến một cái chợ đó là cái chợ gì? Cái chợ hoa Tết nó có đại diện cho nền kinh tế Việt Nam không? Không chắc. Đối với vấn đề là có ủng hộ hay là phản đối nông dân họ đập những cái chậu hoa vào ngày 30 Tết hay không, quan điểm của em đây là một cái vấn đề gây tranh cãi và nó có một lằn ranh ở giữa và nó không có đúng hay là sai, nhưng với quan điểm của em thông cảm cho hành động đó. Xét về góc độ kinh tế, có thể là ở cái thời điểm khi họ đập bỏ những cái chậu hoa Tết đó họ đã hòa vốn rồi. Cái thứ hai, cái việc mà họ tiêu hủy sản phẩm của họ, có thể họ sẽ không có tốn cái tiền vận chuyển đó họ mang về lại quê, thì xét về yếu tố kinh tế thì em có thể thông cảm được. Và có một cái tâm lý nó rất là phổ biến của người dân Việt Nam, đó là thôi 29 Tết tôi mới đi ra, tôi mới mua hoa, thì lúc đó sẽ tạo ra cái tâm lý là 29-30 Tết rồi không bán hết thì sẽ bán lại giá rẻ, nên vô hình chung người nông dân họ cũng không có muốn tạo ra cái tâm lý đó. Tuy nhiên, đứng về phía người tiêu dùng, em cũng bày tỏ một thái độ đó là thông cảm với họ, tại vì một sự thật lịch sử đó là qua bao nhiêu các mùa hoa Tết rồi, từ ngày 23 cho đến ngày 30 Tết thì những cái chậu hoa đó giá rất cao, có khi cao gấp đôi gấp ba và không đúng với giá trị thực. Ở góc độ này em nghĩ là em sẽ thông cảm cho người nông dân, hiểu được vì sao họ làm việc đó. Quy chiếu câu hỏi này với doanh nghiệp, liệu là khi mà sản phẩm của mình không ai mua thì mình có nên đập bỏ không, thì thật ra cái câu hỏi này với em đó là cái người nông dân và một doanh nghiệp nó khác nhau ở một cái chỗ là người nông dân cái tư duy về chuyện kinh doanh của họ không có lớp lan như một cái doanh nghiệp lớn. Đối với doanh nghiệp lớn thì mình có rất nhiều cách để mà mình có thể xử lý một cái sản phẩm của mình khuyến mãi, mình có thể đem đi làm những chương trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên đối với người nông dân thì em nghĩ đây có vẻ như là một con đường mà họ đã thấy hợp lý nhất rồi, nên em thông cảm với họ. Như anh có nói rằng là như anh hoàn toàn thông cảm cho cái hành động này của người nông dân khi mà họ đập bỏ như vậy. Vậy thì khi họ đập bỏ như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra vào chiều 30 Tết? Nó đang tiêu tốn nguồn lực của xã hội, vậy thì ai sẽ là người dọn nó? Không phải rằng là nó đang tạo ra một cái hình ảnh không hề đẹp và nó khiến cho xã hội chúng ta vào đêm ngày 30 Tết vẫn phải đi xử lý về cái việc đó hay sao? Xã hội luôn có một bộ phận đó là các cô chú lao công, và ngay cả người doanh nghiệp họ cũng là người chọn cái đó. Và ở xã hội, những anh chị, những cô chú lao công là những người được trả tiền để làm việc đó, đúng là vào những dịp cao điểm, thì cái việc này nó sẽ dẫn đến chuyện là họ bị quá tải công việc. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là những người nông dân họ không có quá nhiều kiến thức về kinh tế, họ cũng không có quá nhiều kiến thức về xã hội, vậy thì họ đặt lợi ích cá nhân của họ lên, đó là chuyện có thể thông cảm được. Mai không hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đó lắm, bởi vì thật ra là chúng ta sẽ không nói là người nông dân có bằng doanh nghiệp hay là có tư duy đó hay không. Mai thấy rằng là ví dụ như nếu chúng ta muốn biết rằng xã hội đang phát triển như thế nào hay nhu cầu khách hàng gì, hãy đến chợ, hãy đến chợ và hãy xem nhu cầu ở đó. Đôi khi những vị tiểu thương, đôi khi những người nông dân mới là người thực sự đang rất hiểu thị trường. Đồng ý, nhưng mà cơ bản là cái câu chuyện là khi mà bạn đến một cái chợ đó là cái chợ gì? Cái chợ hoa Tết nó có đại diện cho nền kinh tế Việt Nam không? Không chắc. Như anh có nói từ ban đầu á, cái vấn đề nó là một vấn đề gây tranh cãi, và khi mà mình đứng trên lằn ranh đúng hay sai á thì mình sẽ phải chọn một cái góc độ để mình nhìn. Nếu như mai anh nhìn về góc độ lợi ích xã hội hoan hô, anh nhìn về góc độ là một người nông dân và những cái câu trả lời của anh nó là đại diện cho đa số. Nó không phải là ok tôi có 100 người và 100 người đều là như vậy, nhưng mà ít nhất cái tỷ lệ nó sẽ khá là cao. Đối với hành động mà đập bỏ hoa vào chiều 30 Tết khi mà không bán được hàng, chúng ta sẽ đi từ suy nghĩ tôi không muốn người khách trục lợi từ tôi, họ đã dẫn ra một cái hành động đó là đập bỏ hoa. Đối với suy nghĩ này thì em hoàn toàn ủng hộ, nhưng em hoàn toàn phản đối cái hành động đó, bởi vì khi chúng ta đập hoa, chúng ta thứ nhất gây ra một cái sự lãng phí, cái thứ hai đó là nó thể hiện một cái văn hóa, và cái thứ ba đó là nó tiêu tốn những cái nguồn lực khác của xã hội, ví dụ như chúng ta phải dọn dẹp và chúng ta còn rất nhiều công việc phải làm. Điều này khi mà có một cái thách thức, có một vấn đề nó xảy ra thì nó sẽ raise lên một cái vấn đề, đó là chúng ta cần một cái sự chung tay của xã hội, của các hiệp hội để có thể xử lý được hoa chưa bán được vào chiều 30 Tết. Điều này đưa ra một cái vấn đề, đó là được mùa mất giá và được giá thực thì mất mùa của ngành nông nghiệp. Chốt lại là em ủng hộ với suy nghĩ này để tránh hành vi trục lợi, nhưng em phản đối cái hành vi này. Mai anh ủng hộ tư duy nhưng phản đối hành động, vậy thì đâu là hành động đúng từ phía người nông dân? Thật ra thì đối với Mai anh nó không có câu chuyện đúng hay sai. Thứ nhất rằng là Mai anh ủng hộ cái suy nghĩ là không cho người khác trục lợi mình, điều này Mai anh ủng hộ. Nhưng Mai anh đang phản đối là phản đối cái hành động đó. Vậy thì làm như thế nào để đúng thì chúng ta không bàn luận tại chương trình này, mà chúng ta sẽ nói rằng là đối với cá nhân người đó như thế nào là đúng. Một cái câu chuyện làm chung đó là chúng ta cần sự chung tay hỗ trợ từ các hiệp hội, từ các doanh nghiệp và từ cộng đồng. Và buổi chiều 30 Tết thì khi mà những cái hoa đó đầy, sự thật là không có hiệp hội nào cả, không có cộng đồng nào cả, và có khi người ta để hôi những cái hoa đó để về chân, và thậm chí là chân cho cả hiệp hội và cộng đồng luôn. Vậy thì Mai anh nghĩ là những cái ý tưởng đó nó có đang đi xa thực tế không, và liệu mình có đang lý tưởng hóa những câu chuyện mà ở môi trường Việt Nam không đáp ứng được không? Thật
ra thì Mai là một con người tích cực. Ngày hôm nay chúng ta nói lên vấn đề này có nghĩa là chúng ta có thời gian để chúng ta chuẩn bị cho điều đó nó sẽ xảy ra. Chúng ta đã thấy về những hình ảnh, những video clip của những năm ngoái phải không ạ? Vậy thì từ ngày hôm nay chúng ta thấy được điều đó, chúng ta sẽ cùng chung tay với những người nông dân, với những người tiểu thương. Mai nghĩ rằng là khi chúng ta có niềm tin là chúng ta làm điều đó thì hoàn toàn có thể làm được. Trong trường hợp em làm ở phòng marketing cái công ty về kinh doanh hoa, có biện pháp phòng ngừa như thế nào để nó không dẫn đến cái tình trạng mà phải đi tiêu hủy, thì em xử lý như nào để không phải tiêu hủy? Thứ nhất thì đối với em là nếu như ngày hôm nay chúng ta quay lên vấn đề này, chúng ta có thời gian chuẩn bị. Nếu như vào chiều 30 Tết không được, chúng ta có thể có những phương pháp như là làm khô nó, hay là câu chuyện nếu hàng tồn thì chúng ta hoàn toàn có thể đi làm từ thiện. Không phải ai cũng có một cái Tết no như bản thân Man hay như các sếp, không phải lúc nào chúng ta cũng có những bó hoa đẹp. Vào ngày 30 Tết thì có rất nhiều người nghèo đang cần chúng ta có một sự quan tâm. Một chậu hoa nó chỉ 300-400 nghìn nhưng mà nó là một điều rất giá trị với một gia đình, với một con nhỏ. Thay vì chúng ta đập bỏ nó, chúng ta mang nó đi tiêu hủy, thì tại sao chúng ta không tìm đến những con người mà đang thật sự cần nó để chúng ta chia sẻ ạ? Chắc có lẽ là nó cũng đã bao gồm một phần ý kiến của em, nhưng mà em nghĩ là ông bà ta có một cái câu rất là thú vị, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình đang nhìn cái chuyện hoa này dưới góc độ là một công ty hơn là một người tiểu thương, thì với em mình sẽ phải quản lý được cái nguồn đầu vào của mình. Tại vì cái hoa nó nằm ở cái vườn đó, nếu mà mình không cắt xuống và đem đi ra bán thì nó sẽ ở đó rất lâu. Nên cái chuyện là bạn có bao nhiêu hoa, ngày hôm nay bạn đem ra chợ, bây giờ 30 Tết không bán được, mùng 10 Tết rằm bạn đem ra bán vẫn được. Tại vì xét về góc độ kinh tế, ngày hôm nay doanh nghiệp có thể làm từ thiện một lần, ok, tới lần thứ hai, lần ba em học chắc mình có đủ doanh thu, dòng tiền vào nó phải tương xứng với dòng tiền ra. Nên ý kiến riêng của em đó là chuyện làm từ thiện mình nên làm không? Đồng ý. Nhưng mà mình phải quản lý được cái nguồn tồn của hoa. Và nếu như trong một cái trường hợp rủi ro là tôi đã quản lý rồi nhưng mà có những cái yếu tố khách quan và chủ quan của cái thị trường đó nó ảnh hưởng đến chuyện tiêu thụ hoa của tôi, thì tôi làm như thế nào? Tôi phải có được sẵn những cái bạn hàng của tôi, cái người mà cần cái hoa đó là cái nguyên liệu đầu vào cho chuyện làm hoa khô, cho chuyện làm trà và có rất nhiều cái khác. Nhưng vấn đề là với một doanh nghiệp, trong một bộ phận làm marketing, làm về kinh doanh luôn, thì phải nghĩ được đến chuyện là quản lý đầu vào, đầu ra và làm thế nào nếu như có vấn đề về đầu ra. Về vấn đề này anh muốn hỏi cả hai em, các nước ở châu Á mà có cùng cái Tết như Việt Nam và có cùng cái truyền thống trưng hoa ngày Tết, họ xử lý vấn đề này như nào? Thái Lan cũng là một trong những cái đất nước mà sử dụng hoa khá nhiều ở Đông Nam Á và thuộc hàng top luôn. Việt Nam mình thì thường là cái hoa nó sẽ vào những cái ngày rằm, những hoa cho rằm và những ngày lễ Tết thì có hoa cho lễ Tết. Còn ở Thái Lan thì họ sử dụng hoa ở những đền đài mà bị cúng rất rất là nhiều. Khi mà những cái hoa mà họ bán mà không hết á, mặc dù ở Thái Lan thì khi mà em tìm hiểu thì nó cũng có khá ít những cái tình huống mà người dân họ phải phá hủy hoa vào những cái dịp đó, tại vì gần như hoa ở Thái Lan nó bán vào quanh năm. Đối với Thái Lan là một cái nền kinh tế trẻ, nền kinh tế gọi là nổi ở Đông Nam Á luôn, thì khi mà người ta đã ăn no mặc ấm thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, thì cái nhu cầu về hoa người ta sẽ nhiều hơn. Đối với người Thái Lan thì họ sẽ tập trung đánh vào những cái tầng lớp trung lưu, hoa mà để mà cúng không hết thì họ sẽ bắt đầu họ làm vào những cái tay cầm để hoa mà dâng vào chùa, hoặc là họ sẽ dùng những cái đó để họ cúng dường. Thì đó là dựa vào cái văn hóa của họ và họ tận dụng hoa ở mọi cái khoảnh khắc ở trong cái cuộc sống của họ. Thì em nghĩ là đối với ở Việt Nam thì mình có thể sử dụng những cái hoa đó và mình phân chia cái tầng lớp khách hàng của mình ra để mình biết là những cái loại hoa đắt tiền mình nên bán cho ai, những loại hoa rẻ thì mình nên bán cho ai và thời điểm mình bán cho họ là như thế nào. Em liên tưởng tới cái câu chuyện một ngành công nghiệp trà ở bên Trung Quốc ạ. Trà hoa ạ, gần đây em thấy nhà nhà người người bản thân em uống rất nhiều trà hoa. Vậy thì câu chuyện rằng là khi chúng ta học hỏi được công nghệ đó, học hỏi được cách tư duy, vào ngày 30 đó chúng ta sẽ có cách xử lý nó. Khi em nhìn câu chuyện của Trung Quốc, em thấy công nghệ của nó, em thấy được tư duy của nó và cái tư duy quản trị rủi ro và tránh cái tình trạng lãng phí đó, thì em tin rằng là doanh nghiệp Việt Nam mình hoàn toàn có thể học hỏi công nghệ này và tư duy này ạ. Đây là một cái chủ đề rất là hay. Năm nay phải thừa nhận là chương trình đưa ra những cái chủ đề mà quá tuyệt vời luôn. Qua cái chủ đề đấy chúng ta không nói đúng sai, nhưng chúng ta sẽ thấy rõ cái tư duy của từng cá nhân, không những là các ứng viên mà cả là các sếp. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện của chợ hoa ngày Tết, mỗi một người tiểu thương ấy có một cái cách làm riêng, và thực tế là những cái nhà tiểu thương mà chị biết hoặc là những cái nhà tiểu thương lớn, họ gần như không có hàng tồn Tết đâu và họ không bao giờ bán rẻ. Họ không bán rẻ là bởi vì sao? Đối với họ, họ có những cái khách hàng mà năm này qua năm khác có thể mua của họ, người ta rất là tự hào và rất là yêu những cái cánh hoa đó. Ở trong cái vườn đào Nhật Tân ấy, cắt từng cành ra để bán, nếu như trả đúng giá họ sẽ bán, nếu không trả đúng giá họ sẽ nuôi, bởi vì cái cành đào ấy càng già thì càng có giá trị. Và đó là cái cách mà các cái tiểu thương họ có được cái ý thức. Phần lớn mà những tiểu thương mà đập hoa ấy thì là những cái tiểu thương rất là nhỏ lẻ và ý thức rất là kém, chính vì vậy cho nên họ không có lời nhiều trong cái vấn đề buôn hoa của họ đâu.